thổi tiếp. Wow. Thổi ra, nóng quá. Wow. Happy đang thổi nha mọi người ơi. Thổi. Thổi thét cái đồng tiền luôn kìa. Đây là những món giai đoạn 2 nha, để ngoài nha. Còn trong giai đoạn 1 nè, trên bàn đây. Rồi. Này là phá lấu nè. Phá lấu nè. Lỗ tai heo phá lấu. Đây là tim. Mời các bạn ăn. Xin mời. Chào mừng các bạn đến với kênh Gtop Happy TV. Hôm nay Happy cùng ba mẹ sẽ khám phá lẩu Hồng Kông nha. Happy cùng ba mẹ đang ở số 1 Quang Trung, quận Gò Vấp. Đây lẩu Hồng Kông, thiên đường lẩu Thái, lẩu Hồng Kông nha. Houston, yeah. Rồi xin chào. Buffet. Hai buffet tối. Rồi. Em bé thì như thế nào? Dạ em bé thì em mẹ chắc 18. Em bé mới được có 80cm thôi. Con ráng được mét đi, con okay. Được tính một người. Hai vợ chồng thì ăn cay á. Hai vợ chồng ăn cay để mà. Rồi. Bên em thì nước lẩu á thì cái sở trường là cay nhất. Tất cay. Dạ, cay nhất thì đến Hu Tông là cũng là cái lẩu. À đặc sản nó dạ. Tên luôn ha. Dạ đúng rồi. Mình phải biết nó như thế nào đúng không? Dạ. Ăn lẩu Hu Tông đi. Ừ. Cây. Cây. Mình lấy một cái không cây nữa cho đúng rồi, để em bé dùng được. Ok. Rồi, cái không cây là lẩu chân họ. Dạ chân họ là sữa. Đây là lẩu sân, đây là lẩu collagen. Thôi lấy collagen mình lấy sữa. Hu Tông một collagen đi chị nhá. Ok. Thì mình có dùng được thịt bò, thịt chuối, thịt heo. Còn ăn thịt bò với thịt cừu đi. Dạ. Mà lấy bò nạc đó. Còn là thì em lấy gầu cái bắp chân chị nha. Rồi ok. Bắp. Cổ cũng thế này. Lấy cổ đi, cổ rồi, với bắp. Rồi, cổ với bắp. Rồi, nồi tàn lên cho một tí. Có ba tử cá. Ba tử cá. Tim heo. Dạ. Cật heo. Ok. Rồi ba cái này đó. Chim cút cho em bé. Rồi, chim cút. Có ăn tiếp biển không chị? Không. Viên có bánh bao hải sản như miếng con, viên tôm chỉ trứng cút. Chị khoan lấy cái cút dê đi để ăn này. Dạ rồi. Ok. Chị cái viên tôm chỉ trứng cút. Ok. Rồi. Bánh bao hải sản như miếng biển. Tôm heo. Tôm heo chỉ. Cái này như thế nào ngon? Cái này là bắp heo, bắp gà. Gà đi. Bắp gà. Nấm chị muốn thì nấm gì hay ăn sẽ lấy cái. Đúng sở thích của mẹ Kim Hương luôn. Đâu không phải luôn chị hả? Đúng rồi, rau tổng hợp. Mì đậu hũ, bên em có đậu hũ phô mai rồi. Cái này mỗi thứ mình cho tổng hợp luôn. Đâu em sẽ lấy cho mình một cái miếng xích. Okay. Hải sản mình dùng thịt thì em chị hả? Bên em mì hải sản rất là tươi, ngon. Tôm sống luôn. Hải sản mình lấy cũng lấy tổng hợp đi. Dạ rồi. Thì có chị dễ ăn. Mình check in hả? Dạ, check in. Tăng thêm 2 người bạn. Thì chế độ công khai nha, mình sẽ được tặng cho bắt tao cho. À, được tặng miễn phí hả? Dạ. Rồi, chào mừng các bạn đến với Gtop Happy TV. Happy cùng ba mẹ đang ở nhà hàng Houston Lẩu Hồng Kông nha. Bây giờ khoảng 5 phút nữa thì món mới lên. Bây giờ trong thời gian chờ đợi thì Happy cùng ba đi review một vòng nha. Đây là bên trong nè, không gian bên trong nè. Phong cách rất là Trung Hoa, sang trọng. Đó. Đây. Đó. Ok. View thì rất là thoáng, sạch sẽ, đẹp. Happy cùng ba đang ở số 1 Quang Trung,
quận Gò Vấp nha. Ở đây thì có ba cái nhà hàng lớn: Kichi Kichi, Gogi với lại Lẩu Hồng Kông. Thì Gogi và Kichi thì Happy đã khám phá rồi. Hôm nay Happy khám phá Lẩu Hồng Kông nha. Đó. Nè. Bên này có view ạ. View nhìn qua được thấy McDonald's kế bên nha. À. Giờ này là gần 17 giờ. Hiện tại thì Happy cùng ba mẹ bao hết nguyên cái nhà hàng này luôn. Chỉ có Happy và ba mẹ thôi. Thì hồi nãy anh quản lý có hướng dẫn pha chế nước sốt rồi nha. Mình review chi tiết một chút nè. Sa tế tỏi, nước tương, tỏi phi, chanh, sốt hải sản, muối tiêu, sốt BBQ, ớt hiểm, hành lá, mè trắng, dầu mè. Hầu như ai đã từng xem chương trình Gen King Cook thì cũng thấy rất là thích nha. Rất là nhiều loại pha y hệt như vậy, theo phong cách Trung Hoa nha. Đây có hướng dẫn à. Bước 1, bước 2. Bước 1 là chọn loại sốt nền hợp khẩu vị. Bước 2 là thêm gia vị vào chén nước chấm hoàn hảo. Nếu bạn nào không biết thì có cái hướng dẫn đây đúng không? Quầy sốt Ri. Còn đây là view phía trước nè. Nhân viên cũng mặc là phong cách Trung Hoa. Hôm nay cả gia đình đi về Trung Hoa. Thượng Hải, Hồng Kông. Mẹ Candy Hương nói nước lẩu lên rồi nè. Ở đây có những cái bàn rất là lớn, rộng, theo hình tròn cho đông người nha. Đó. Đúng rồi. View rất đẹp. Như đi về về Trung Hoa. Thơm lắm. Thơm lắm. Wow. Thơm luôn. Thơm mùi. Happy đòi mẹ ẩm nè. Thơm mẹ cái đưa hương kia nước lẩu thơm quá. Thơm quá là thơm. Thịt bò nha chị nha. Thịt bò. Bắp bò. Đây là giữa là bắp bò. Đây là cổ. Đây là gầu. Giữa là bắp. Cổ gầu. Dạ đúng rồi, cái này là tiết vịt. Cái này thì nó sẽ đi kèm với lẩu Hồng Kông và lẩu Si Chan nha. Rồi, ok. Rồi tiếp. Nấm các loại. Rau. Ok. Đúng rồi. Đây là thịt cừu nha anh chị nha. Rồi thịt cừu. Không quen thì mình có thể cho từ từ. Thịt cừu nha. Màu sắc nó khác thịt bò ta. Dạ đúng rồi. Cừu thì nó sẽ nhạt hơn, nó sẽ có mùi hơn. Rồi, review một vòng nhẹ nhàng nha. Đây là thịt cừu nè. Thịt cừu. Bạn nào muốn trải nghiệm thử thịt cừu thì đây. Đây là rau. Đây là thịt bò. Ở giữa là bắp bò. Còn xung quanh là gì? Vai bò nha. Đây là nấm. Các loại nấm. Đây là món mẹ cái đưa hết thích nhất nè. Cái này là lỗ tai heo nè. Lỗ tai heo phá lấu. Với lại tim. Tim heo. Nó vẫn còn ở đây nè, chưa có trưng bày vô nha. Ở đây là cái giai đoạn 2, bao tử cá, tim, mì, vẫn còn hải sản nữa. Vẫn còn giai đoạn 2 chưa có đem vào nè, đây là chuẩn bị đem vào đây. Rồi đây đây. Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là hải sản nữa nha. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Wow. Kỷ niệm ngày hôm nay ghi dấu ấn nha. Nè, phá lấu heo. Phá lấu heo, lỗ tai heo. Trắng rồi. Rồi.
cái vị như thế nào. Yeah, đây là những món giai đoạn 2 nha, để ngoài nha. Còn trong giai đoạn 1 nè, trên bàn đây. Rồi. Này là phá lấu nè. Phá lấu nè. Lỗ tai heo phá lấu. Đây là tim. Mời các bạn ăn. Xin mời. Xin mời. Rồi, cứ đi gần coi mẹ cái đứa ăn nè. Lỗ tai không giòn. Nó bị vừa ăn. Có mùi đặc trưng phá lấu á, đổ đã. Không nước đã. Lâu lắm mới được ăn lại không? Lâu lắm mới được ăn cái vị đó. Còn đây là tim heo nè. Ôi, nước sốt nó chan vô luôn. Tim heo. Ok. Khó vừa ăn lắm. Ngon. Khó tả. Yeah. Cho ba một miếng diễn tả. Wow. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon thiệt. Ngon thiệt luôn á. Đâu nghĩ gì nữa. Chưa ăn gì hết mà hết trưng bày ra thấy khủng hoảng luôn rồi. Thôi thôi nghe miếng mà lấy như đó. Đúng rồi. Trong cái combo á là bạn có thể kêu bao nhiêu tùy hết nha. Nhưng mình chỉ nói các bạn là đậu hũ. Mọi thứ lấy một ít thôi. Đậu hũ non. Rồi bạn mang ra như thế nào? Đậu hũ non. Đậu hũ non. Bọc cái gì? Cá ba sa. Đậu hũ non bọc cá ba sa. Ở trong nó vị mềm quá mà. Ủa phá không hả? Có vị phô mai nữa. Có vị phô mai nữa. Rồi. Có vị cá. Để hỏi bạn cái tên gì để không gọi đúng thịt kiểu. Rất ngon. Quan trọng là rất ngon. Ngon rồi. Không. Món tương hồi nãy bạn đó pha theo công thức hồi nãy bạn đó hướng dẫn nha. Coi cho em đói bụng quá em. Ngon quá. Ok. Coi em đói bụng em bóc kìa ba. Ngon. Hình như thế này là đậu hũ phô mai á. Đậu hũ phô mai. Wow quá. Đúc ba ăn kìa. Wow. Đúc ba ăn hả? Cảm ơn. À, thôi bỏ miệng ăn. Đúc xong rồi bỏ vô miệng ăn. Đúng rồi, cái này đậu hũ phô mai nè. Ngon quá. Đậu hũ phô mai, ngon quá. Nóng quá con, nóng lắm. Đợi muộn chút. Nấm đường gà. Mẹ Cát Tiên Hương đang bỏ nấm đùi gà vô. Nhúng thịt bò vô, cái này bị bắp bò hả? Bắp bò. Đây. Đây. Bắp bò nha, bây giờ nhúng bắp bò vô trước. Không nghĩ thịt bò. Wow. Nhúng bắp bò vô trước nha. Mẹ cái Hương nó không gà lẩu Hồng Kông nó nhiều thiệt. Nếu mà bạn nào đi trước 17 giờ á là có 269.000 thôi, còn sau 17 giờ là 289.000 một người. Happy dưới một bé nên được miễn phí nha. Nè, đây là thịt cừu nha, thấy nó cũng giống thịt bò nha, nhưng mà cái màu nó hơi lệch hơn. Vị mềm. Thơm thơm. Không có bị dai, vừa ăn. Rất ngon. Lần đầu tiên ăn thịt cừu luôn á. Khác hẳn thịt bò ha. Lúc đầu ăn mình nghe cái vị cái mùi tưởng thịt bò nhưng hẳn thịt bò. Khác hẳn luôn. Đó. Đây. Thịt cừu. Chấm nước tương cái đã. Thử coi sao. Ngon á. Ngon. Cái mùi nó. Nó cái mùi nó hơi lạ lạ so với thịt bò. Nhưng mà do cái này chấm vô cái nước có dầu mè á, ăn nó thơm lên. Ngon. Nó hơi lật lạc hơn thịt bò nhưng mà nó lạ lạ, thú vị.
ngon, rất ngon. Ăn lẩu thành công, thành công. Mẹ cho đi thương kêu ăn lẩu thành công. Lẩu Hồng Kông thành công. Thở tiếp. Wow. Mở ra, nóng quá. Wow. Happy đang thở nha mọi người ơi. Thở thở thấy cái đồng tiền luôn kìa. Ngon quá. Giống tay. Chi tiết của mình là hai vé buffet, ba cái khăn lạnh, một lon coca, tổng là 631, VT nữa là 694. Rồi bạn xuất hóa đơn cho mình coi mã số thuế đây, chi nhánh 1 đây. Mẹ đưa tiền giùm ba đi. 694. Ồ, con đưa cho chú đi. Cảm ơn chú. Đúng rồi. Rồi, ngồi đợi lấy hóa đơn hay là hồi ra ngoài quầy lấy? Dạ, mình ngồi đợi một chút xíu. À, ngồi đợi lấy 2 phút. Ok. Cho cái voucher có tặng được 3 món. À, một cái combo thịt viên, một cái bát viên tư vị thôi. Rồi mọi người nhớ nghe, nếu mà mọi người tới đây check in thì mọi người được tặng một cái bình nước và được cái voucher nha. Chỉ giá 250 lần đó. Ok, cảm ơn các bạn xem video đến giờ này. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ gia đình Giờ Tới Happy TV và đón xem những hành trình thật hay, thật hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn rất nhiều. Happy xin chào. Happy cảm ơn, chào cô Mì gió. Yeah. Mì gió Happy. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều.